Tập 12. Dùng để bảo vệ tôi sao? Cái đó là để bảo vệ tôi sao? Ông Wander, ngại quá, không phải chuẩn bị cho ông, là dùng để truy kích bác lục quân lọt lưới. Không phải là chuẩn bị cho tướng quân. Báo cáo, cái chương này có vấn đề. Mời mở chương. Tại sao? Quân khuyển có điều kỳ lạ. Là cái này sao? Thịt bò khô. Anh thử đi. Đi thôi. Mọi người đổi xe hơi ở đây. Cảm ơn. Anh Fujiyama, làm phiền anh trông chừng cái rương của tôi. Cứ yên tâm, chúng tôi sẽ phái người theo sau đưa rương qua gây. Xin lỗi, một cô gái đi ra ngoài không có rương thật sự rất phiền phức. Đương nhiên. Cô Tính Phương, cô nói với họ đừng đập xe của tôi. Xin nhờ, mong hãy trông coi xe của Wander cẩn thận. Cứ yên tâm, chúng tôi sẽ bảo vệ nó thật kỹ. Xin nhờ ông. Lão Lục, tôi cảm thấy hôm nay chúng ta sẽ có cơ hội. Cậu xem đi, người cảnh giới nhiều hơn rồi. Nếu không chừng con rùa già kia sẽ chui ra đấy. Ông trời phù hộ, mau chóng xử sạch bọn chúng. Chúng ta không lấy được nhiều lương thực từ bọn quỷ.
Giờ rương xuống đi. Dừng. Mời ông quan đơn. Mời ông quan đơn. Trưởng quan cấp cao của các người ở đâu? Trưởng quan cấp cao của các người ở đâu? Tướng quân của chúng tôi ở phòng chỉ huy trong sơn động đón tiếp ông. Trưởng quan cấp cao của chúng tôi đợi ông trong bộ chỉ huy trong sơn động. Trưởng quan của các ông không tới cửa Mẫu Hậu, cũng không tới dốc Phượng Hoàng đón tôi. Bây giờ tới cửa cũng không chịu ra ngoài. Đây là sự không tôn trọng cực kỳ lớn dành cho tôi. Nếu như ông ta không ra, tôi sẽ không vào đó. Chỉ mấy bước nữa thôi, đã tới cửa rồi. Nếu không thì cứ vào trong đi. Không, 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 chúng ta có hợp đồng mà. Không, chúng ta có hợp đồng rồi. Trong hợp đồng của chúng ta nói là trưởng quan cấp cao nhất của các anh đến đón tôi. Nếu không có ông ta thì tôi sẽ không vào đâu. Sẽ không vào. Sẽ không vào trong. Xin hãy đợi, tôi đi hỏi ý của tướng quân. Ông hãy đợi một lát, tôi đi hỏi ý trưởng quan của tôi. Kẻ nào tới vậy? Cô Tín Phương. Ông là ông chủ của tôi, không cần khách sáo với tôi như vậy. Ông gọi tôi là Tín Phương được rồi. Được, Tín Phương. Cô từng xem phim điện ảnh Hollywood chưa? Xem qua vài bộ. Cô thích diễn viên nổi tiếng nào? Peter David. Không tệ. Gu của cô rất cao. Nhưng tôi thích Vivian Lai hơn. Tôi thấy giống một tên quỷ đức. Tên quỷ đức này xảy ra rất giống một nhân vật quan trọng. Cô gái bên cạnh ông ta hẳn là phiên dịch viên. Lão Lục, anh có thể mượn vị trí bắn cô gái đó được không? Mượn không được. Nếu cậu mượn vị trí có thể mượn cô gái đó. Anh nói cô gái đó à? Cô ta là người Nhật Bản hay là người Trung Quốc? Chắc chắn là người Nhật Bản. Vậy thì bắn cô ta. Bắn cô ta thì bọn quỷ hai bên sẽ không nói được gì hết. Được, cứ làm gì đi. Nơi quan giả rừng xuống như thế này, nói chuyện cái gì chứ? Ông ta cũng không nghĩ xem đây là nơi nào. Tướng quân bất giận. Trước mắt chúng ta vẫn còn cần ông ta. Nếu không phải có chỗ cần ông ta thì tôi đã xử ông ta lâu rồi. Vậy ý của ông là? Tôi không đi. Cô biết tại sao tôi lại nhắc tới Hollywood với cô không? Không biết. Hợp đồng công việc của ngôi sao Hollywood dày như thế này. Đến cả uống nước gì cũng viết rất rõ ràng. Hơn nữa chỉ cần là điều khoản được ký trên hợp đồng thì sẽ phải nghiêm khắc chấp hành. Vậy hợp đồng của ông với họ có dày như vậy không? Có. Tôi nghiêm khắc tuân thủ theo kiểu cách hợp đồng của Hollywood để ký với họ. Nhưng mà không ngờ người Nhật Bản lại bất lịch sự như vậy, khiến tâm trạng của tôi không được vui vẻ cho lắm. Ông quan đưa, thật ra chúng ta có thể bàn bạc lại với người Nhật Bản. Bây giờ ổn định lại trước quan trọng hơn. Không, không, không. Hơn nữa, không phải tướng quân đang bị đau bụng sao? Không, quy tắc của người nước chúng tôi là nếu đã quyết định rồi bắt buộc phải chấp hành. Nếu đã chấp hành thì phải bắt buộc đến nơi đến chốn. Cứ làm theo lời ông nói.
Chúng ta đã cảnh giới rất cẩn mật, tại sao ông vẫn quyết định không đi đón ông ta? Vốn là tôi muốn đi, nhưng mí mắt cứ nháy mãi, tôi không đi đâu. Wander kiên trì bảo ông đi đón ông ta. Tôi có dự cảm Wander là một kẻ ham tiền. Cậu mời ông ta vào đây đi, tôi sẽ cho ông ta tiền bồi thường gấp đôi. Dừng. Chính Phương, có thời gian tôi sẽ dạy cô cách chạy xe đạp. Tốt quá rồi, trước đây tôi ở Đức không học được. Lần sau nếu có cơ hội, ông dạy tôi chạy xe đạp, tôi dạy ông tiếng Trung. Ông Wander, tướng quân của chúng tôi nói sẽ trả cho ông tiền bồi thường gấp đôi. Ông Wander, chúng tôi đồng ý trả cho ông tiền bồi thường gấp đôi. Được rồi, đúng là nỡ bỏ tiền mà không cần mặt mũi. Chính Phương, câu này cô đừng dịch cho ông ta. Mời anh dẫn đường. Mười hai vị sắp xếp ổn thỏa trước. 10 phút nữa tôi sẽ đến đón hai vị. Đến phòng của chỉ huy gặp tướng quân Hiroshi Yoko. Ông cứ về phòng nghỉ ngơi trước. Sao anh lại chui ra vậy? Em tưởng bên trong đó dễ chịu lắm sao? Biển gỗ phía sau này cũng có thể di động được, có thể chui ra ngoài. Lỡ đâu họ tới thì phải làm sao? Anh ở đây trông chừng mà, nếu như họ tới thì anh lại chui vào. Đúng rồi, bây giờ tình huống thế nào? Có tin tức tốt, có 2 chiến sĩ còn sống. Bây giờ họ đang đánh du kích ở trên núi Đầu Hổ. Nói như vậy, con cảnh quyển hôm đó được đem tới vì họ. Đây là một chỉ số biến động. Đại hà có thể có nguy hiểm. Tại sao? Em xem, 2 chiến sĩ này có thể đối phó với con chó đó, bởi vì ít nhất còn có súng. Trên đường đến đây, con chó đó đã ngửi thấy mùi của đại hà. Nếu như nó trực tiếp đuổi theo đại hà, vậy đại hà chắc chắn không thể chạy nổi. Núi Đầu Hổ lớn như vậy, họ chưa chắc đã gặp được cũng đại hà. 100% có thể chạm mặt. Vậy phải làm sao đi? Trước khi chuyện xấu nhất còn chưa xảy ra, kiên trì đến giây phút cuối cùng. Đội trưởng, tôi cho rằng họ đã chạy ra khỏi núi rồi. Cậu cho rằng? Tướng quân Hiroshi Yoko cho rằng họ vẫn ở trong núi.
Ai đó? Tín Phương, tôi có thể vào trong được không? Mời vào. Paulo, cậu ở lại đây. Mời ngồi, ông Wander. Người Nhật Bản đúng là sáng tạo thật. Lại ở trong sơn động. Đây không phải sáng tạo của người Nhật Bản, là sáng tạo của người Trung Quốc. Đây là sơn động của người Trung Quốc. Xin lỗi, quên mất cô là người Trung Quốc. Đúng rồi, mấy vật dụng hàng ngày của cô có tiện không? Tiện. Tôi đã chú ý đến, ông và trợ lý của ông chỉ mang theo một cái túi. Nếu như tôi không tiện, thì không phải hai người còn không tiện hơn sao? Cô không biết đấy thôi. Tôi chỉ mang theo một cái túi bởi vì những thứ tôi cần đã được viết đầy đủ trong hợp đồng hết cả rồi. Sẽ do người Nhật Bản chuẩn bị cho tôi. Tôi sống theo chủ nghĩa tối giản, ghét nhất là lúc đi du lịch phải mang túi lớn túi nhỏ. Vậy sao? Tôi là một kẻ theo chủ nghĩa phiêu bạt. Tôi đi đâu cũng đều phải mang theo toàn bộ hành lý của mình. Cô Tín Phương, trên đường đi cô có nói tới, cô có muốn mở rương của mình ra cho tôi xem không? Ông Quan Đư, ở Trung Quốc chúng tôi, một người đàn ông muốn xem rương đồ đạc của phụ nữ là cực kỳ bất lịch sự. Tín Phương, quan hệ giữa hai chúng ta đầu tiên là quan hệ giữa ông chủ và người được thuê, sau đó mới là quan hệ giữa nam và nữ. Ông không tin tôi sao? Đúng vậy. Tại sao? Cô mang theo một cái rương không hợp logic. Trên đường vào núi lại xuất hiện rất nhiều chuyện khả nghi. Tại sao? Ngoài ý muốn. Ông Wander, đó chính là chuyện ngoài ý muốn. Thế giới được tạo thành bởi vật chất. Ý thức là vật chất. Ngoài ý muốn cũng là vật chất. Ông muốn nói cái gì? Tôi muốn nói rằng hóa học là nghiên cứu về vật chất, tạo thành, kết cấu, tính chất và quy tắc biến đổi. Trong mắt của những kẻ chuyên gia hóa học cấp cao, mãi mãi không có gì là ngoài ý muốn. Chỉ có sự chuyển hóa, đụng chạm giữa vật chất và vật chất. Tôi là nhà toán học ưu tú nhất trên thế giới, không có gì có thể lừa được mắt tôi đâu. Tốt nhất là cô nói thật cho tôi biết đi. Nếu không, tôi không thể đảm bảo được sẽ xảy ra chuyện gì. Ông Wander, ông chuyện bé xé ra to rồi. Chẳng qua chỉ là một cái rương thôi mà. Nếu chỉ là một cái rương, sao cô không mở ra cho tôi xem? Nếu như ông không tin tôi, tại sao ông không nhắc tới với người Nhật Bản? Tôi chỉ tin bản thân thôi. Bây giờ tôi chỉ hỏi cô, có thể mở rương ra cho tôi xem được không? Đương nhiên là được. Được, vậy cô mở ra đi. Ông Wander có ở đây đúng không? Tướng quân Hiroshi Yoko mời hai vị qua đó. Xin đợi một chút. Tướng quân bảo chúng ta qua đó. Thưa ông Wander, ông có thể tự mở cái rương đó ra. Nếu như trong cái rương này có bất cứ thứ gì làm ông không hài lòng, thì ông có thể thanh lý hợp đồng với tôi. Ngược lại, tôi sẽ hủy hợp đồng với ông. Tôi không thể cho phép một ông chủ sỉ nhục tôi một cách vô lý. Ông đang xâm phạm quyền riêng tư của tôi. Tôi ra ngoài trước đã. Ông Fujiyama, để ông chờ lâu rồi. Ông Wander sẽ ra ngoài ngay. Đi thôi. Chúng ta có thể đi rồi. Đi thôi. Chúng ta đi.
Tướng quân, ông ấy chính là giáo sư Quan Đơn. Đây là phiên dịch của ông ấy, cô Tính Phương. Đây chính là trợ lý của giáo sư Quan Đơn Paulo. Ba vị, đây là lữ đoàn trưởng của chúng tôi, tướng quân Hiroshi Yoko. Đây là tướng quân Hiroshi Yoko. Ông Quan Đơn, cô Tính Phương, anh Paulo, Quan Ngân, tướng quân Quan Ngân chúng ta. Tướng quân, bụng ông đã đỡ hơn chưa? Giáo sư nói, người đến tuổi trung niên rồi, mong ông hãy giữ gìn bụng của mình, đừng để phát tướng. Giáo sư Quan Đơn hài hước quá. Mời ngồi, ông ấy bảo bụng đã khỏi rồi, mời ngồi. Giáo sư Quan Đơn, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho công tác tiền kỳ rồi. Nghiên cứu về chất khí thần kinh cần bao nhiêu thời gian? Nghiên cứu cần bao nhiêu thời gian? Nếu như máy móc và nguyên liệu mà chúng tôi muốn đều đã chuẩn bị sẵn sàng thì cần khoảng thời gian một tháng. Nếu như các ông đem nguyên liệu và máy móc mà ông ấy cần đều đã chuẩn bị sẵn sàng hết thì khoảng một tháng, vậy thì tốt. Lát nữa tôi mời ông ăn cơm. Hôm nay ngủ một giấc thật ngon. Ngày mai bắt đầu làm việc. Ông ấy muốn mời ông ăn cơm. Hôm nay nghỉ ngơi thật tốt. Ngày mai bắt đầu làm việc. Không, Tính Phương, cô nói với ông ta, bảo ông ấy phái người chuyển tiền vi phạm ước định vào tài khoản của tôi. Nếu không, không thể bắt đầu làm việc. Giáo sư nói, nếu như các ông không chuyển tiền vi phạm ước định vào tài khoản của ông ấy ngay lập tức, thì ông ấy sẽ không bắt đầu làm việc. Được, tôi sẽ dặn dò người đi làm ngay. Ông Hiroshi Yoko nói sẽ lập tức phái người đi làm. Đoàn trưởng, chuyện Tính Phương anh đã giải quyết thế nào? Cô ta là nữ đặc vụ, lời cô ấy anh không thể tin. Ý cậu là gì? Ý tôi là cô ấy là một nữ đặc vụ, sao anh có thể tin lời cô ta được chứ, đúng không? Đúng vậy. Lời của nữ đặc vụ làm sao tôi tin được? Vẫn là đoàn trưởng anh Minh. Tôi nói cậu nghe, cô Tính Phương đó bị người khác sờ mó, nhưng mà không phải là cậu, mà là cô giáo Hướng. Trong lòng Tính Phương biết rất rõ ràng, vậy tại sao còn vu oan cho tôi? Cô ta vu oan cậu để tiện cô ta chạy trốn. Cô ấy biết rất rõ cậu trông chừng cô ấy không thể chạy được. Đoàn trưởng, sao anh biết hết tất cả vậy? Nếu chút chuyện này còn không biết thì tôi không cần làm đoàn trưởng nữa. Đoàn trưởng, vậy ông định làm thế nào? Tôi đã phái bộ đội vây quanh phòng cô ta rồi, cô ta không chạy được. Nhưng có một điểm, nếu như trong đoàn có nhiệm vụ chiến đấu lâm thời thì phải để cậu đi trong cô ta. Đoàn trưởng yên tâm, chỉ cần anh tin tưởng tôi thì tôi đảm bảo trong cô ấy thật chặt. Tôi không tin cậu, cậu sẽ không trông chặt cô ta đúng không? Không, không phải ý đó. Bắt buộc phải trông cho thật kỹ cho tôi. Dừng. Muốn chạy hả?
Có người xuất hiện rồi. Đi theo tôi. Đây hả? Bọn quỷ đuổi tới rồi. Đánh hay là chạy? Chạy. Đừng cứ động. Sức tôi lớn, tôi bẻ ra được. Cậu biết cái này là gì không? Cái gì? Chuông báo. Đụng vào làm nguyên cái hàng rào sắt đều kêu lên. Vậy phải làm sao? Đi theo tôi. Làm sao? Xem ra phải trung chiêu mạnh thôi. Mạnh mới tốt. Phải mạnh từ sớm rồi chứ. Đi. Đuổi theo. Không chạy được nữa rồi, phải trốn. Trốn. Trốn kiểu gì? Trốn hai người thì không trốn được, trốn một người thì vẫn trốn được. Ý cậu là sao? Đại hà, tôi chỉ có thể tiễn anh tới đây thôi. Anh nhớ kỹ, men theo con đường dốc này đi thẳng, phát hiện một con suối thì cứ đi theo dòng nước xuống dưới là sẽ thấy được hồ Thái Tuế. Tìm thấy nước suối là tôi sống lại ngay. Vậy cậu thì sao? Tôi phải đợi bọn quỷ để dẫn dụ chúng đi. Nếu không chúng sẽ giống như âm hồn không tan. Sau lưng cậu treo theo một đống quỷ. Thế thì chạy được không? Tôi quen đường, chạy được. Mau đuổi theo. Đại hà, anh biết tên tôi là gì không? Không biết. Tôi tên Hoàng Chí Kiên. Cha tôi mở một tiệm sắt ở dốc Phượng Hoàng. Mọi người gọi ông ấy là Hoàng Lão Thiết. Cửa hàng sắt của ông ấy là điểm liên lạc của sự công binh và thế giới bên ngoài. Anh chạy nhanh lên.
đừng nổ súng, bắt sống. Giáo sư Quan Nư, tôi mời ông. Hai chúng ta bắt tay hợp tác, nhất định có thể thay đổi toàn bộ chiến cục Diễn Đông. Đi này mời ông. Tướng quân tin rằng hợp tác giữa hai người có thể thay đổi cả chiến cục. Tướng quân, tôi tới đây không phải để thay đổi chiến cục. Tôi chỉ muốn kiếm tiền, cũng giống như những ngôi sao Hollywood tham gia hoạt động thương mại vậy. Ông ấy không có hứng thú thay đổi chiến cục Diễn Đông gì cả. Ông ấy chỉ muốn ra ngoài kiếm tiền, giống như ngôi sao của Hollywood tham gia hoạt động thương mại vậy. Cho dù thế nào, chúc chúng ta thành công. Cho dù thế nào, chúc chúng ta thành công. Bữa rượu hôm nay kết thúc ở đây đi. Tiếp theo tôi muốn chơi với tướng quân một trò chơi giải đố. Hôm nay rượu chỉ uống đến đây thôi. Tôi muốn chơi với ông một trò chơi. Cô ta có một cái rương lớn. Tĩnh Phương, mong cô phiên dịch cho tôi một cách chính xác. Nếu như tôi cảm thấy cô phiên dịch không chuẩn, tôi sẽ vẽ tranh để nói cho họ biết. Tướng quân, giáo sư nói tôi có một cái rương lớn. Cái gì? Tướng quân, ông đoán xem cái rương trong phòng cô ấy có cái gì? Ông ấy bảo ông đoán trong rương của tôi có thứ gì. Tại sao ông lại bảo tôi đoán về một cái rương của phụ nữ chứ? Tại sao phải đoán rương của phụ nữ? Bởi vì tôi đoán trong cái rương đó có một thứ mà tôi không muốn nhìn thấy. Ông ấy cho rằng trong cái rương của tôi có thứ rất vui. Không biết giáo sư Quan Nư đang chơi trò chơi gì. Giáo sư, có phải ông mệt rồi không? Nếu không thì ngày mai chúng ta hãy đoán. Tĩnh Phương, mời dẫn đường. Chúng tôi đến phòng cô xem. Cái rương thú vị đó của cô. Giáo sư Quan Nư, rốt cuộc là ông có ý gì? Ý gì thì cô hiểu rõ hơn tôi. Cô không dám dẫn bọn tôi đi sao? Cô hẳn nên biết cô có dẫn chúng tôi đi hay không, thì cũng không thể ngăn cản được việc chúng tôi xem cái rương đó. Vậy ông cảm thấy trong cái rương đó của tôi có thứ gì?
Tôi chưa bao giờ trả lời vấn đề mà tôi sẽ biết đáp án ngay lập tức. Mời. Cần tôi giúp không? Chìa khóa mới không dễ mở cho lắm. Ông Wagner, đây là thứ mà ông muốn xem sao? Cô có mấy bộ quần áo như vậy, sao lại phải mang trương lớn như thế làm gì? Tôi không muốn nói cho ông biết được không?